Rồi mình đi lý thuyết luôn nhé. Như vậy cái bài của mình là chia subnet. Thì khi mà mình gọi là chia, tức là từ lớn mình chia ra nhỏ. Có nhiều tài liệu người ta làm một cái mạng, ví dụ như là hệ thống mạng của mình lớp C là 200 năm mấy, tối đa là bao nhiêu hóp? Lớp C hóp mà bao nhiêu máy trong một mạng? 2 mũ. Lớp C, lớp C có bao nhiêu bit làm hóp? 8 bit làm hóp. Vậy có bao nhiêu hóp tất cả? 2 mũ, 8 - 2 là 254 hóp. Như vậy thì giả sử người ta yêu cầu 300 hóp, tức là 300 máy hoặc là 300 AV, thì lúc này người ta không có dùng địa chỉ lớp B để người ta chia, mà người ta gộp hai địa chỉ lớp C lại thành một địa chỉ mới, thì cái đó là subnet, là gộp. Có nhiều tài liệu người ta đang chọn hai cái này lại với nhau, còn thầy tách ra. Như vậy chia subnet tức là từ cái số hóp nhiều mình chia ra thành số hóp ít hơn. Đây là bài toán của mình, subnet. Như vậy thì nó có hai dạng, một dạng một là do số hóp hoặc là số AP hoặc là số máy cần cho hệ thống này. Đó, một là người ta cho như thế, mà thường là người ta sẽ cho một con số nhỏ hơn cái mặt trình của nó. Ví dụ như là người ta cho địa chỉ lớp C, người ta yêu cầu là đặt cho 100 máy thôi. Người ta cho địa chỉ lớp B, người ta yêu cầu là đặt 500 máy thôi. Thường thì người ta sẽ cho một số nhỏ hơn như thế. Còn nếu mà người ta cho lớp C, người ta yêu cầu là đặt cho 500 máy, thì nó không còn là subnet nữa, mà là supernet. Rồi, ok. Nó có dạng 2 là cho số hóp cho số mạng con cần cho hệ thống. Rồi, yêu cầu mình chia, chia mạng con. Giống như cái bài ví dụ này. Tức là người ta cho số mạng con cần với hệ thống là người ta muốn chia 5 mạng, 7 mạng gì đó. 5 mạng con, 7 mạng con. Mình sẽ làm hai dạng này. Mình đều làm là nhất. Nếu như người ta cho số hóp, giả sử ở đây người ta cho số hóp là A. Tôi cần A hóp. Tức là 500, 200 hoặc là 50, 70 gì đó. Thì mình sẽ từ cái này dạng 1, từ cái số hóp A này mình sẽ đi tìm N, tức là số bit dụng dùng cho phần hóp mới, số bit dùng cho phần hóp mới. Như vậy công thức của mình để tính được, tìm được cái A này, tìm được cái N dựa trên A, thì cái bài hôm trước mình muốn tính số hóp là mình phải xem thử là có bao nhiêu bit
dùng cho phần hóp. Thì mình lấy hai mũ n trừ trừ hai là ra số hóp. Như vậy tương tự như vậy, mình tìm làm sao mà hai mũ n trừ hai lớn hơn bằng a với n này là nhỏ nhất. Rồi tí nữa là dễ tới cái phần đấy, được chưa? Là nhỏ nhất. Cái này chúng ta đang tìm số hóp. Tại sao trừ hai? Mình tìm được n đúng không? Mình tìm được cái n này thì dựa trên cái số bit dành cho một an ninh mặc định nào đó. Ví dụ cụ thể lớp b 172.16.0.0 thì chỉ này là lớp b, mặc định của nó là bao nhiêu bit nào? 16 bit. Giả sử cái a của mình lúc nãy mình cho là 300 mấy đi. Giả sử chỗ này mình có a là bằng 300 thì lúc này mình suy ra n bằng mấy? 9. Rồi, n bằng 9. Như vậy thì lúc này mình sẽ tìm số bit mượn để chia thành con. Đó. Như vậy lúc này mình có n rồi thì mình sẽ tìm số bit mượn chia mày con. Số bit mượn bao nhiêu bit? 16 trừ 9. 16 trừ 9. 16 là mặc định của lớp B. Mình có 16 bit dùng cho phần hóp. Rồi, 6 bit trừ 9 còn 7 bit. 7 bit. Hơi lớn đúng không? Này hơi lớn. Đổi lại tí đi, nhỏ nhỏ cho dễ tính. Nhỏ nhỏ dễ tính. Chỗ này cho lớp C đi, dễ tính hơn. Lớp C 192.168.0.0 và thầy cần chỗ này A là 40 mấy, giống như thực tế cái phòng của mình. 40 mấy n bằng mấy? 6 là 2, 128 phải không? 64, ok. N bằng 6. Vậy chỗ này của mình sẽ là mấy nè? Lớp C. Lớp C 8 trừ cho 6 bằng 2. 2 bit mượn. Cái này là đẹp đi, 2 bit mượn. Mình có được 2 bit mượn để chia mạng con. Đến đây hiểu không? Có ai không hiểu chỗ này? Giơ tay đi. Tại sao ra số 2 này? Không ai giơ tay tức là hiểu rồi đúng không nè? Rồi tiếp tục. Như vậy thì khi mà mình chia mạng con mà mượn 2 bit thì 2 bit này nó sẽ có giá trị thay đổi là gì? Nó sẽ là 00, 01, 10 và 11. Đó là giá trị thay đổi của hai bit này. Mấy? 7 à? Hai mươi sáu sáu tư. Rồi ok, 26 là số 4. Rồi, có máy tính khẳng định với thầy rồi. Và thầy làm ở đây là ở dưới có một ban giám khảo gần 30 người rồi. Như vậy chúng ta có 2 bit mượn thì 2 bit này nó sẽ có giá trị như thế này.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm cái mình cần là sức nét mắt mới. Sức nét mắt mới. Sức nét mắt mới. Vậy thì sức nét mắt là gì? Sức nét mắt là gì các bạn? Sức nét mắt tức là một cái mặt nạ dùng để em với thằng AB thì mình có được cái gì mà à. Như vậy thì sức nét mắt mặc định của 192 là mấy? Lớp này lớp gì? À, sức nét mắt mặc định là 255.2 55. Đây là mặc định, đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm mới nè. Thang này mặc định của nó là bao nhiêu lít phần mét? 24. Lúc nãy mình tìm số lít mượn để chia mạng con thì cái này gọi là sức nét. Có chữ nét không nè? Vậy hai lít này nó cũng tham gia vào nét, nó không còn khớp nữa. Lúc đầu là hai bit này là khớp, nhưng mà bây giờ mình mượn nó để mình chia thì nó là hai bit này nè, nó sẽ tham gia vào phần nét. Như vậy lúc này chúng ta có số bit phần nét, số bit cho phần nét là mấy? 24 cộng với 2 lít mượn là bằng 26. Lúc này IP của mình sẽ được ghi lại thành 192.168.0.0 xí 26. Lúc này nó xuất hiện cái xịt. Còn nếu mà xịt 24 thì không cần ha. Ok, lúc này nó mới xuất hiện cái xuyện của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm sức nét mắt mới dựa trên con số 26 này. Dễ không? Sức nét mắt mặt à, từ nghĩa của người ta là gì? Sức nét mắt là cái mặt nạ dùng để em với AB tìm địa chỉ mạng, và tất cả các bit ở phần nét có giá trị mấy? 1. Tất cả các bit ở phần hot? 0. Mình nói xong mình có thể ghi được. Tổng cộng có 26 bit phần nét. Như vậy mình có 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 octave, 1 2 3 4, 1 2 3 4, đây là 16 rồi. 1 2 3 4 1 2 3 4 24. Bây giờ mình mượn thêm 2 bit. Lúc nãy thầy nói rằng 2 bit này nó đã biến thành nét luôn rồi. Như vậy 2 bit phần nét là 11 luôn. Đây là 26 bit nữa. Vậy còn lại phần hot 1 2 1 2 3 4, đây là sức nét mắt với, được không? Rồi, như vậy thì mình sẽ có chỗ này là 255.192. Đây là sức nét mắt mới. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tìm những cái thông số liên quan đến mẹ con. Như vậy, đối với lại một mẹ con, người ta sẽ yêu cầu thứ nhất, chỗ này còn thiếu một cái nữa. Cái tiếp theo mình cần là số gốc của mẹ con. Số hot của mẹ con. Bây giờ mình có bao nhiêu bit ở phần hot nè? 6
6. Đây, mình lúc nãy mình tìm ra là có 6 tiết ước phần hót mới nè. Như vậy, số hót của mẹ con là 2 mũ 6 trừ 2 bằng 2 mũ 6 trừ 2 bằng mấy? 6 mũ 2 mấy? 6 mũ 2 mấy? Đề của mình yêu cầu có 40 mấy thôi, cho nên mình tìm ra được 62 là ok. Nếu như n bằng 5 thì 2 mũ 5 là 32, trừ 2 là có 30 mấy thôi, không đủ. Cho nên bắt buộc mình phải nói n bằng 6. Rồi, có số hot của mẹ con là 62 mấy? 62 hot hoặc là 62 AB, hoặc là AB, hoặc là có người người ta gọi là máy, tùy theo cái tài liệu để giống nhau. Hot là dịch từ chung, còn AB là người ta chỉ cụ thể từng địa chỉ AB, còn máy là dùng cái AB đó để đặt được cho bao nhiêu máy, thì tùy tài liệu người ta dịch, không quan trọng gì đó. Bây giờ mình sẽ vô cái thông tin cụ thể. Thông tin mẹ con. Mẹ con thứ nhất. Được chưa? Mẹ con thứ nhất. Thì mình sẽ có địa chỉ IP của mình 192.168.0.0 là địa chỉ mặc định. Thì chúng ta có 192.168.0.0. 192 là 110.0.0. 168 là mấy nhỉ? 1010. À, khẩu như này, ok. Rồi, 1010, ok. Rồi, vậy là không sai. Tiếp tục. Bây giờ, mình sẽ lấy mẹ con thứ nhất. Mẹ con thứ nhất tức là lấy hai cái mượn phía bên đầu để dùng mẹ con 1. Thế này biết tới giờ này. Bước này là tính điện gì đâu. Không không. Địa chỉ mạng. Địa chỉ mạng là tất cả các bit ở phần hot sao? Là tất cả là không. À. Đây là địa chỉ mạng đầu tiên. Đây là địa chỉ mạng. Mình đang nói là mẹ con 1 nhé. Địa chỉ mẹ. Vậy địa chỉ này mình ghi ra là 192.168.0.0. Bây giờ mình có đến địa chỉ đầu của mẹ con 1. Địa chỉ đầu là phần mạng, không có gì thay đổi cả. Nó vẫn là 1 này vẫn như thế. Địa chỉ đầu. Kịp không? Rồi, địa chỉ này là 192.168.0.1. Địa chỉ cuối
Vị trí cuối. Sẽ là 2, 4. Rồi, chỗ này là không không. Địa chỉ cuối là tất cả các bit ở phần hop đều bằng 1 trừ bit cuối cùng. Hoặc là trừ bit đầu tiên bit này. Có không? À, xin lỗi. 1. Đây là địa chỉ cuối. Địa chỉ cuối của mày con thứ nhất. Kịp không? Địa chỉ đầu là tất cả các bit phần hot đều bằng 0 trừ bit cuối cùng, tức là nó là số 1. Còn địa chỉ cuối là tất cả các bit ở phần hot đều bằng 1 trừ bit cuối cùng. Như vậy chỗ này mình ghi là gì? 192.168.63.63 2, 4. Bây giờ các bạn nhìn cái loại này nè. Đó, xem thử là có gì đó sai sai. Chết rồi. Quay, thầy bị sai. Giải ra đến đây cũng thấy sai. 168. Thầy đã sai. Sorry các em. Mình mượn 26 bit mà mình mới đây đến đây là mới có 18 rồi. Sai rồi. Chỗ này vẫn là con. Rồi. Địa chỉ đầu. Địa chỉ cuối. Đó. Cái này chỗ này nó sẽ là chấm con chấm 60 6.002. Như vậy từ đây đến đây là tổng cộng bao nhiêu máy đây? 62. Từ 1 đến 62 62 máy. Có con số nào liên quan đến 62? 62 không? Thì liên quan đến 62 thì chị AB. Như vậy địa chỉ tiếp theo của thằng này là 192.168.0.2 192.168.0.3 cho đến địa chỉ lớn nhất đặt trong mạng này là 192.168.0.62. Địa chỉ quảng bá hay còn gọi là địa chỉ broadcast 11.0.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0. Chỗ này hai bit này chúng ta mượn và tất cả các bit ở phần hot đều bằng 1, tức là địa chỉ quảng bá 192.168.0.60. Bây giờ mình sẽ nhìn thấy mày con hai tương tự như thế. Chúng ta chỉ thay thế cái gì? Thay thế cái 00 này bằng mấy? 01 là mình ra mạng con 2. Được chưa? Như vậy mình làm tương tự. Địa chỉ mạng 10 chấm 01 và
thì bạn mang nguyên cái đoạn này xuống đây là được. Tất cả các bit ở phần hot đều bằng không. Rồi thì chỉ đầu tương tự như thế. Và chỗ này tương tự 01 địa chỉ đầu, địa chỉ cuối, và mình không cần chia, không cần chia. Và nếu thực sự các bạn đi làm thì hiện nay có phần mềm cho các bạn làm luôn rồi, bấm máy là nó ra, không cần chia. Nhưng mà vấn đề các bạn phải học phần lý thuyết này để các bạn biết tại sao nó ra như thế, để các bạn nghiên cứu sâu hơn về IP, sâu hơn về hệ thống mạng. Chứ còn nếu mà các bạn chỉ là biết bây giờ ông thầy cũng yêu cầu là chia cái này cần 40 mấy thì nhập vô cái chỗ là số hot là 40, nó sẽ cho ra tổng cộng là 4 mẹ con và nó liệt kê cho các bạn cái này luôn, mình không cần làm gì hết. Nhưng mà vấn đề là các bạn hiểu tại sao nó ra một con số này nè, đó mới là vấn đề. Chứ còn công cụ nó có hết rồi, gần như mình không cần làm. Nhưng mà như vậy các bạn không hiểu. Nếu như thầy muốn kiểm tra các bạn thì thầy cần như thế này, thầy cần các bạn trình bày thế này. Và kể cả cái đề thi mạng á, ví dụ như là bạn thi NCSA hoặc là thi CCNA, người ta cũng hỏi về cái này. Và người ta không yêu cầu các bạn chia tất cả các mạng con. Và người ta hỏi là địa chỉ mạng con thứ 3 trong cái đề này, ví dụ như là cho A bằng 40, người ta hỏi là địa chỉ mạng con thứ 3 là bao nhiêu. Mạng con thứ 3
mày con thứ ba chỗ này là 1, 0. Thì chỉ mày con thứ ba thì thay vô đây 1, 0 thì ra số mấy? Đúng rồi. Vị trí mạng con thứ ba sẽ là 192.168.0.128. Người ta hỏi là địa chỉ cuối của mạng con thứ ba. À, bây giờ bắt đầu hấp dẫn rồi. Nếu mạng con thứ ba là hấp dẫn hơn rồi đó. Bây giờ nếu như là mạng con ba, mạng con ba thầy chỉ ghi lại phần sau này thôi nhé. Phần trước nó là 192.168.0. Mình vừa biết là gì? 10. Vậy địa chỉ mạng là này là 192.168.0.128. Địa chỉ cái này là địa chỉ mạng. Địa chỉ đâu? 192.168.0.10. 192.168.0. Mấy? 129, bởi vì đây là 128 cộng 1 nữa là 129. Địa chỉ cuối 192.168.0.10. À, tất cả số 1 trừ số 0 cuối cùng. Địa chỉ này bao nhiêu? 192.168.0.9. Ở đây là số 0 thì chắc chắn không thể 90. Địa chỉ quảng bá. Một không và tất cả các bit này là số 1 thì nó là 192.168.0.191. Được chưa? Rồi, có cách khác. Các bạn dựa trên những con số này để các bạn tìm được mạng con mà không cần phải ghi ra. Như vậy, một đoạn mình chia ra có phải là 64 không? Như vậy thì đoạn đầu tiên là từ 0 đến 63 là 64 địa chỉ. Trong đó địa chỉ này, địa chỉ này, địa chỉ đầu và địa chỉ quảng bá. Đoạn thứ hai ở đây là 63 rồi thì đoạn tiếp theo đó lại là 64 mà cộng thêm 64 nữa đúng là 128. Nhưng mà thực ra 64 mình đếm một lần rồi cho nên nó đến 127 thôi. Đoạn tiếp theo đây là 127 rồi thì đoạn tiếp theo bắt đầu là 128 cộng 64 192. Nhưng mà số 128 mà mình đếm một lần rồi cho nên nó đến 191. Vậy thì cái tiếp theo nó sẽ là gì? 192.168.0. Địa chỉ mạng là mấy? 192. 192.168.0. là địa chỉ. À, 193 là địa chỉ đầu. 192.168.0 để đó. 192.168.0 chấm mấy là địa chỉ cuối? Địa chỉ cuối. Thì các bạn cái này cộng cho 64 nữa không? 255. Đây, thầy đang nói địa chỉ quảng bá nè.
192 cộng với lại 64 là mấy? 256, nhưng mà 92 mình đếm một lần rồi. Nó chỉ đến là 255. Và địa chỉ trước đó là 254. Như vậy mình có thể tìm được bất kỳ một mạng con nào mà mình không cần phải ghi cụ thể ra. Rồi, cái này tại vì là mình có mạng con thứ nhất thì mình biết được mạng con thứ hai. Mình có mạng con thứ hai, mình biết được mạng con thứ ba. Giả sử không biết gì luôn, mình chỉ có con số là 66662 này, thực chất nó là 64, mình phải là 64. Mình tìm mạng con thứ ba luôn đi, cụ thể mình sẽ tìm được không? Vô cái tìm mạng con thứ ba luôn. Xem thử nghĩ ra cái cách nào để tìm nhanh nhé. Thì tùy. Đó, có ý rồi đó. Bây giờ nó không còn 2.8 gì nữa. Bây giờ dựa trên con số này 62 hay thực chất của nó là một bạn là 64 đó. Dựa trên con số 64 này và dựa trên cái IP là 192.168.0.0 này nè. Và mình đã biết là mượn ngay biết nè. Là nó ra 64 rồi đó. Thì tìm cho thầy cái mạng con thứ ba ngay lập tức luôn. Tức là thông số của mình cực kỳ ít, mình làm nhanh nó ra luôn. Còn cái mà thầy đang làm trên bảng cho các bạn là cụ thể từng chút một, bạn có được địa chỉ cuối cùng là địa chỉ broadcast của mạng con 1 thì mình suy ra địa chỉ mạng của mạng con 2. Mình có địa chỉ mạng mạng con 2, mình cộng cho 64 trừ cho 1 thì mình ra địa chỉ cuối của mạng, địa chỉ broadcast của mạng con 2. Cái này gì quá dễ đúng không? Bởi vì mình có rồi, mình có thằng trước thì mình tìm thằng sau mới dễ. Bây giờ không có thằng nào hết, mình chỉ biết là có 62 hop thôi, hay là cái đoạn của mình là 64, là kể cả địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast. Mình tìm địa chỉ bất kỳ. Bây giờ bài này mình chỉ mượn thầy biết. Nhưng mà giả sử lúc nãy thì thầy ví dụ là 172 á, là mình mượn đến 6 bit. 6 bit là 2 mũ 6 là ra. Sáu mươi bốn mạng con. Người ta hỏi mạng con thứ 15, không lẽ đi tìm 1, 2, 3, 4 cho đến 15 thì mình phải suy ra thôi, suy công thức thôi. Rồi về thử ha, nó là đặt